Tiếp tục hành trình trải nghiệm và review drone DJI Alo Tasmic Mini 4 Pro. Có tin vui là khi mua Mini 4 Pro ở VJ Shop, cho dù là bản đơn hay bản combo thì đều được tặng ba lô trị giá 3,5 triệu. Âm nhạc intro cái nào? Dòng Mini Pro sẽ cung cấp cho người dùng sự lựa chọn cơ bản nhưng mà tất cả trong một, để cho người dùng có được sự cảm nhận diệu kỳ của việc quay phim chụp hình ở trên không. Chưa hết, dòng Mini là cái dòng duy nhất của DJI có được cái khung hình dọc. Đây là chuẩn 4K luôn. Còn những cái dòng khác đa số là mình sẽ phải crop hai bên. Nó cũng là khung hình dọc nhưng mà nó sẽ không được cái kích thước là 4K. Còn dòng Mini nó là cái chuẩn nên sẽ có được sự sắc nét đầy đủ các chi tiết. Cũng như là những phiên bản mini khác thì mini 4 Pro này có kích thước là dưới 249g, rất là nhẹ, bộ cánh mỏng. Trong trường hợp mà có va chạm vô cơ thể người thì nó cũng hạn chế được chấn thương. Trước đây một người bạn của Cọc Đinh cũng đã từng bị một con mini va vào cổ. Nhưng mà bạn ấy vẫn ok, chỉ bị xước nhẹ. Hên, mini 4 Pro có cái cover bộ cánh trông khá là thời trang này. Cọc Đinh sẽ có một cái bảng so sánh giữa các dòng khác nhau để cho mọi người có những cái thông tin tổng quan hơn. Người ta định hướng dòng Mini 4 Pro sẽ dành cho nhiếp ảnh, du lịch và đời sống. Thông số camera thì Cọc Đinh thấy là Mini 3, Mini 4 Pro hoặc là Air 3 sẽ chung một cái thông số 1:1.3 inch CMOS 48MP, tiêu cự là 24, khẩu độ là 1.7. Còn thông số video thì Mini 4 Pro nâng cấp hơn Mini 3 ở chỗ là quay được 4K 60 frame, slow motion là 4K 100 frame. So sánh với các chế độ thông minh thì duy nhất Mini 4 Pro có cái Active Track 360 độ, có nghĩa là cảm biến chứng ngại vật. Cái này khá là quan trọng và cần thiết để quay phim giúp cho được an toàn hơn. Tính năng Active Track 360 độ theo dõi giữa tập trung 360 vào cái chủ thể ngay khi cả cái chủ thể đó nó có di chuyển. Cọc Đinh đã test thử bay follow theo, bay lên, bay xuống một cái hướng nào đi chăng nữa thì cái tracking là khá là chuẩn. Một phần không thể thiếu trong các video review của Cọc Đinh đó chính là test thử chất lượng video và hình chụp như thế nào. Đây là chùa Bửu Long hay còn gọi là chùa Thái Lan ở quận 9, nay gọi là thành phố Thủ Đức ấy. Mình quay cái chùa này khá là nhiều lần. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình cảm thấy nơi đây là đẹp nhất, với những cái mảng xanh nhiều hơn này che được những cái hậu cảnh không đẹp ở xa xa. Khi đi quay phim thì em này khá là nhỏ gọn, ít tiếng ồn này nên quay ở những cái nơi công cộng như thế này thì ít bị chú ý hơn. Mình thấy là Mini 4 Pro có chất lượng video cực kỳ tốt, màu trong trẻo và cũng không đòi hỏi gì hơn với một em drone dòng mini như thế này. Gimbal của Mini 4 Pro này thì ngửa lên được thì sẽ có thêm những cái phương án sáng tạo khác trong quay video. Đã gọi là quay phim thì phải nói đến những cái profile quay phim. Thì DJI Mini 4 Pro này có 3 cái profile cơ bản, đó chính là Normal, HLG và
D-Log M. D-Log M thì sẽ được 10 bit và đang được DJI chú ý hơn cả. Những cái dòng camera khác như là Action 4 chẳng hạn thì cũng có cả cái D-Log M này. Ai thích chỉnh màu thì cứ dùng D-Log M. Còn nếu mà ai cảm giác mì ăn liền hoặc là không muốn tốn thời gian cho việc chỉnh màu thì cứ normal mà chơi cũng được. Phần lớn như cái footage Mini 4 Pro mà Cọc Đinh dùng làm demo ví dụ trong cái video này thì Cọc Đinh quay bằng cái profile là normal, không ảnh hưởng gì cả. Màu lên rất là đẹp, rất là ưng ý luôn. Còn nếu như kiểu D-Log M sẽ được 10 bit đầu tư thời gian chỉnh màu thì lên rất là đẹp. Cái chế độ bay thông minh Quick Shot, mình nghĩ là những người dùng dòng Mini sẽ thích cái này và sẽ sử dụng thường xuyên vì nó bay khá là mượt, phù hợp trong cái chuyện là bay tự sướng, bay lấy xuồng hoặc là bay backup một cái cạnh gì đó. Ví dụ như là những cái cú máy là orbit, là ôm tròn chủ thể chẳng hạn. Ví dụ như Cọc Đinh mà khoảng tầm 1-2 tháng mà không có bay drone á, bắt đầu bay lại những cái cua orbit á, thực ra nó sẽ không được chuẩn đâu. Chủ thể nó sẽ không nằm ở giữa của mình mà đôi khi nó cứ lệch qua lệch lại. Bởi vì cái tay cầm của mình á, nó sẽ không, nó hơi cứng á, giống như việc đi lái xe chẳng hạn. Mình lái nhiều á, thì mình mới lại lướt cái con xe của mình thì bay drone cũng y chang như vậy thôi. Nhưng mà cái Quick Shot này á, nó sẽ giúp cho mọi thứ nó trở nên dễ dàng bởi vì đây là những cái cú máy được lập trình sẵn, chỉ cần tracking chủ thể ở giữa rồi chọn cái ví dụ như là circle là bay vòng tròn hoặc là helix là bay xoắn ốc thì mọi thứ nó bay rất là chuẩn luôn. Và tất nhiên là cái Quick Shot này dùng được cho cả khung dọc. Bắt đầu những cái con drone gần đây á, DJI bắt đầu tích hợp cái cần điều khiển thế hệ mới, đó chính là RC2. Thì E3 và Mini 4 Pro á, là hai con drone đầu tiên có được cái tay cầm này. Mini 4 Pro có hai loại pin, pin thường là 34 phút, còn pin phiên bản thông minh là 45 phút. Pin thường sẽ là 2453 mAh, còn pin mà bay 45 phút sẽ là 3850 mAh. Khi mà mua một cái bản combo á, sẽ có một cái hộp đựng pin và đây cũng là cái hộp để cắm sạc. Thì ở đây có 3 cục pin, thì một cục mình đã gắn vô cái thân máy bay rồi. Và khi muốn kiểm tra được pin nó còn như thế nào, mình có thể bấm cái nút bên hông này này. Đó, các bạn có thể thấy là một cục đã hết và một cục đã được đầy. Về chất lượng video và hình chụp của Mini 4 Pro này thì giống như là không còn bàn cãi gì nữa. Nó cũng ngang hàng với kiểu camera góc rộng của E3 luôn. Tự nhiên mình nghĩ ra một cái ý tưởng là nếu như Mini 4 Pro hoặc là phiên bản sau á, tích hợp thêm một cái camera kiểu như 3X như là E3 á, thì nói chung là dòng Mini lúc đó là giống như hộ một thêm cánh á, giống như là vô đố luôn, không có đối thủ luôn. Bởi vì nhỏ con nhưng mà giỏi võ, kiểu như vậy. Nhưng mà cũng không thể nào mà biết được đúng không? Bởi vì bây giờ đang là cái thời buổi công nghệ mà. Nhiều khi DJI muốn chơi trộn cái tự nhiên năm sau ra một phiên bản mà dòng Mini được hai camera chẳng hạn. Nói chung là mình sẽ chờ đợi thêm một năm sau như thế nào. Ok, mình sẽ nhớ cái video này để một năm sau nếu có review cái những cái phiên bản sau Mini mà có hai camera thì mình sẽ lôi cái ý này ra để mình nói. Còn nếu không thì cũng chỉ là dự đoán thôi. Mình sẽ không nói Mini 4 Pro này là một con drone tốt nhất cho du lịch. Mình sẽ không nói về chuyện đó. Tuy nhiên, đây sẽ là con drone cực kỳ phù hợp cho những người đi du lịch hoặc là qua những cái cảnh đời sống. Như mình đã phân tích trong video là giá ok này, so với dòng E3 giá tốt hơn. Nó không có chiếm nhiều diện tích trong ba lô và đập vô trong người á, nó cũng đỡ xảy ra tai nạn hơn. Nó có rất là nhiều cái công nghệ xịn ở trong đó, ví dụ như tracking chẳng hạn, không hình dọc nữa, rất là nhiều cái tính năng hay ho. Rồi, video này đã hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye!